Chương trình thí điểm phát triển cây cao su tại tỉnh Lào Cai đến nay bước sang năm thứ 13. Nhiều diện tích trồng cây cao su đã đến tuổi khai thác mủ. Tuy nhiên, sản lượng mủ những năm đầu khai thác chưa cao, giá mủ lại không ổn định, khiến người trồng cao su ở các địa phương tỏ ra băn khoăn lo lắng về tính hiệu quả của loại cây trồng này. Ông Lục Thượng Cường là một trong số ít các hộ dân còn duy trì cây cao su tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Sau hơn 4 năm thu mủ, sản lượng không đều, cộng với giá bán bấp bênh đang làm nhiều người dân trồng cây cao su như ông Cường lo lắng. Tôi thấy mấy năm nay thì vẫn là thu hoạch, là người ta thu mua rất là đều, chỉ mỗi bấp bênh mỗi cái giá thôi. Tôi cũng rất là lo là cây cao su nó không được giá, mà mong cái giá cây cao su thì nó sẽ lên chứ không đừng có xuống. Tại xã Bản Vược, nhiều hộ dân cũng rất băn khoăn khi 142 hectare cây cao su đến kỳ cho thu hoạch. Nếu như cách đây hơn chục năm, khi bà con bắt đầu trồng cây cao su, giá mủ khô có thời điểm lên tới trên 110.000 đồng 1 kg, thì nay giá mủ xuống khá thấp, chỉ còn khoảng 27.000 đồng 1 kg. Trồng lâu năm, giá trị cho về lại không như mong đợi, trong khi các cây trồng khác như quế, dứa, chè lại đang cho nguồn thu nhập khá và ổn định. Giữ hay bỏ cây cao su đang là câu chuyện nóng của bà con nơi đây. Lo nhất là về cái sản lượng đợt tới này, sản phẩm và sản lượng đợt tới này, công ty mà lấy mủ thì không biết là trả cho dân được bao nhiêu hay như thế nào. Đất của dân mà để khoảng 10 năm nay thì bà con nhân dân cũng đã trồng cây quế hoặc cây mỡ thì cũng đã được thu hoạch, thì cũng được một món tiền của nhân dân rồi. Cho nên là nhân dân bây giờ là cũng rất là lo lắng. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh còn hơn 1.900 hectare cây cao su, phần lớn do công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng Lào Cai ký kết hợp đồng thuê đất của dân để trồng. Trước băn khoăn, lo lắng của người dân, các địa phương vẫn đang tích cực tuyên truyền để bà con thấy được hiệu quả lâu dài của cây trồng này, tránh tình trạng chặt bỏ, trồng cây mới, gây lãng phí. Đối với chính quyền xã thì về các cái ý kiến của người dân lo lắng thì nhìn chung là họ cũng có cơ sở để lo lắng thôi. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã vẫn phải tuyên truyền bà con nhân dân và chờ cái kết quả khi mà được khai thác, được thu hoạch, xem nó đến đâu và năng suất nó như nào. Thì sau khi mà được thu hoạch có kết quả xong thì lúc bây giờ Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục là có ý kiến với đơn vị cao su có tiếp tục phát triển nữa hay không, hay là dừng lại ở đây hay như nào đó, thì sẽ xin ý kiến của cấp trên, Ủy ban huyện và Ủy ban tỉnh. Do chưa giải được bài toán về đầu ra và hiệu quả kinh tế, nên người trồng không tránh khỏi băn khoăn lo lắng. Các cấp ngành, doanh nghiệp cần sớm rà soát, đánh giá, khẳng định quan điểm rõ ràng đối với cây cao su để người dân yên tâm phát triển sản xuất.